còn vui tiếc chưa kịp khui cơn mừng chuyện kia từ từ tính sao. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con rể ngoan hiền cùng đàn cháu thơ. Đi đâu ai cũng hỏi tới bao giờ mày kết hôn. Mẹ ơi lo chi sớm, mới 30 từ từ Trinh à, chứ hơn Duy Trinh là đâu có được. Trời đất ơi, hơn sao được vậy thôi chứ. Bà gì anh Duyên ơi, à, muốn em là không? Bà nhập cho trẻ đi. Muốn em là má của con anh sau này. Ờ, các anh chị Melissi bổ xẻ bổ. Hay không ạ? À? Mọi người thấy hay thì mọi người chia sẻ cho Duyên Ly nha. Bây giờ là đến phần thể hiện của idol Yến Như My nè. Mình nhé, chia sẻ mạnh mẽ cho ba anh em đi cả nhà ơi. Các bạn ơi, cảm ơn các anh chị. Tới em thể hiện, tới em. Hát giờ này còn đang ke. Giờ này tụi em còn đang say ke, mọi người mắt nó hơi sưng mọi người. Linh múa phụ họa cho, Nhiên múa phụ họa cho Linh đẹp quá à. Quá đẹp luôn anh chị, rất là múa, rất là nhiệt tình nha. Vũ đạo, ấy là gì, dancer mà mọi người. Dancer hôm nay mặc cái áo giống hệt ngư vằn ha. Gì? Ngư vằn. Đúng tuổi đúng tên luôn. Là nói gì? Lên đi. Lên bài nào sung sung quá. Bài sung anh. Bài gì sung anh? Vô lít đi. Lít, ok anh. Vô cái lít của anh ha. Rồi, muốn hát bài nào? Gì vậy? Anh muốn em sống sao đây? Anh muốn em sống làm sao anh nói cái này. Và sau đây xin mời anh chị mình cùng đến với một nhạc phẩm rất là sung. Cho nhạc lớn lớn chút đi. Máu với ta. Giữ ta. Cho nhạc nó bự bự lên coi. Đấy. Má xin mâm luôn à. Lên đâu. Ủa không có ai cô. Anh hát đi để em lo này.
từ sâu trong đôi mắt này. Sao có cục vàng? Em là hứng không như bao ngày. Chứ sao nữa? Phải chăng nơi trốn đời? Vậy sao? Đêm vội đến và rồi vội đi. Vậy đó. Phải chi em thấu hiểu rằng anh đã yêu em rất nhiều. Nói đi em người ơi, giờ em muốn anh phải sống sao? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tiền, anh vẫn đứng đây chờ em đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên anh sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi em người ơi, giờ em muốn anh phải sống sao? Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy những ngày vui em về nơi đó. Em chỉ đến bên anh lúc say, vì hết say anh đau ở đây. Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây. Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy? Hey hey. Lịch này đang bị ấy mọi người. Tay đâu hết rồi hả? Hạnh phúc đâu sẽ kiếm tiền, anh vẫn đứng đây chờ em đi tìm. Lúc em không còn ai hết, hãy ở yên anh sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi em người ơi, vì sao muốn em phải sống sao? Em chỉ đến bên anh lúc buồn, vậy những ngày vui em về nơi đó. Em chỉ đến bên anh lúc say, vì hết say em đau ơn đời. Anh là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây. Nói đi em người ơi, vì sao em đã yêu anh như vậy? Em chỉ đến bên anh lúc buồn, về những ngày vui em về nơi đó. Em chỉ đến bên anh lúc say, vì hết say em đâu ở đây. Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây. Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy? Cảm ơn cả nhà mình nhé. Mắt mình hơi sưng không ạ? Tối ngủ nhiều quá. Người ơi. Shot 280 một thỏ mua 2 tặng 1, mua 2 tặng 1 luôn. Con cò này cò bay lá là lá bay lá. Gì bay lá. Gì ông nội? Thôi trời má, cháu phải cái đồ rẻ không ơi.
Từ ngày hai đứa yêu nhau một ước thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau là ước bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu. Một và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mai nhà tranh, ta mơ một túm liều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, mãi với túm liều xì. Rồi mình đi kiếm nước sông kết làm anh, làm anh, làm anh. Rồi mình xin không chúc sinh chọc hết xung quanh, xung quanh, xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chỉ hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp mãi có ai bằng ta. Túp liều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào em ơi. Túp liều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào em ơi. Túp liều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình, cho ta đứng nhìn một đằng còn gì. Tình mình không chắc đã mua hạnh phúc bằng tiền, bằng tiền, bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mai nhà tranh, ta mơ một túm liều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túm liều xì. Hey! Cảm ơn chị Huyền nhé. Chia sẻ cho em cả nhà ơi. Mọi người lên nhạc đi ạ. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau là ước bao nhiêu. Mong vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túm liều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh, đẹp mãi với túm liều xinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm anh. Rồi mình xin không chúc sinh chọc hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chỉ hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp liều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp liều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp liều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình, chỉ một đằng còn gì. Giờ mình đâu đâu nào anh ơi. Túp liều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào như đây. Túp liều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình, khi ta đứng nhìn một đằng còn gì. Tình mình không chắc đã mua hạnh phúc bằng tiền, bằng tiền, bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền, cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mai nhà tranh, ta mơ một túm liều tình. Đời mình đẹp mãi có anh và em, đời mình đẹp mãi với túm liều xinh. Hồi nãy đây, ơi, giờ này chị Minh Sang bỏ bê tụi em quá. Chị Minh Sang lâu quá mới thấy chị à. Dạ Minh Sang. Đúng khó luôn. Kìa. Đó giống á, đúng rồi, giống. Như dù kia nhân dân kia con bao. Cho anh bay bên em là biển rộng ơi. Bên em là biển rộng karaoke Tông Nam. Bài này không. Biết. Đấy. Bài của chị Lệ Quyên đúng không? Thôi Lệ Quyên tuổi gì. Ghê, ai đồ, những ly, đúng rồi, những ly này. Từng ngày sau đêm mai, nên sông dài mênh mông. Thấp quá vậy. Vùng tay ôm nỗi nhớ, xót sâu biển sâu. Thấp nữ vậy. Vì em mất anh, mất anh, mùa xuân đã qua rất nhanh. Còn chẳng nỗi đau nỗi đau tuổi xanh thấp quá
cái bếp dưới hay sao á. Cao hơn không? Cứ lên trên nhà em cũng rất tốt mà, em cảm ơn ạ. Đôi sao đi mãi nên sông dài mênh mông, bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng. Vì ta mất nhau, mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chẳng nỗi đau tuổi xanh. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rông. Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã xa. Tình đã xa đi vội và khi anh xa em sớm thôi không xô bờ. Khi em xa anh đã trở bờ. Con sông lang thang đã có nơi đầu nguồn. Bên em biển đã chết. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rộng. Tình anh như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã xa. Tình đã xa đi vội và anh chị có biết bài này không ạ? Bài này rất là hay, bài này lâu lắm rồi đúng không? Bài này chắc cũng 8x và 9x luôn. 8x chắc biết nhiều. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa sông. Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã xa. Tình đã xa đi vội và khi anh xa em sớm thôi không xô bờ. Khi em xa anh đã trở về. Con sông lang thang đã khô nơi đậu nguồn. Bên em biển đã chết. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa rộng. Tình anh như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua. Mùa đông đã xa. Tình đã xa đi vội và mùa thu đã qua. Mùa đông đã xa. Tình đã xa đi vội và em ơi, cho em 10 điểm. Thì bài này có lúc cưng chưa ra đời. Dạ, em cảm ơn. Tại vì lúc em nghe thì cũng nói chung là lúc nghe thì cũng lâu lắm rồi nhưng mà em không biết là bài này lâu vậy hả? Đúng rồi. Thì lúc anh nghe là đã có người hát rồi nhưng mà không biết là lâu như thế nào. Lúc đó em còn nằm dưới ngón chân út thôi mọi người. Không, em đó. Chưa có luôn, chưa có hình anh, chưa có đằng sau em có được. Anh lớn hơn em tới con giáp này mới kêu bằng chú rồi mà. Đang nói chuyện người bình thường. Thành nhiên lớn hơn em con giáp mọi người, ghê không? Năm nay nhiên cũng 32-33 tuổi rồi. Dữ thiệt. 10 tuổi là con giáp. Con giáp tới 12 tuổi lận. Kệ đó, 10 tuổi được rồi. 10 tuổi là cũng nhiều rồi đó. Quá lớn rồi. Quá trời da rồi.
Ai có nhu cầu mua hàng không ạ? Mọi người cứ để số điện thoại giùm em nha mọi người. Hát bài này chắc lúc nhiên 90 tuổi rồi. Ừ, không. Cũng lâu rồi nhưng mà lúc đó cũng biết hát á mọi người. Biết cả thưởng thức âm nhạc rồi. Như vậy đó hả? Ừ. Linh cắt mắt đẹp quá hả? Đẹp không mọi người? Em lười sức thẻo cho nên là nhìn vô là thấy thẹo nhiều lắm. Em lười á. Còn chuẩn bị đi cắt nữa mọi người. Cắt cái chỗ này, cắt giọt lệ á, cho con mắt nó sâu vô vậy. Cái gì? Ừ. Cắt giọt lệ đồ. Cắt giọt, cái này là cắt giọt lệ mà thiệt mà. Cắt là con mắt nó bự ra lắm á. Như này, chuẩn bị di chuyển qua hôm qua Linh Linh em mà Linh Linh gì? Linh dao kéo mọi người. Có chị hai em nói em giống gì? Chị hai tối ngày em nói em giống chị Minh Cát Thi á. Thấy không? Chị biết chị đó không? Chị hát lâu là Tô Hương Nam á. Ừ, biết. Tối ngày nói em giống bà Cát Thi hoài à. Ủa em đâu giống Cát Thi đâu trời. Dễ thương mà đúng không? Chị Cát Thi dễ thương mà. Nhưng mà Cát Thi nhìn vẫn còn nét đàn ông. Ừ. Còn dễ thương lắm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có ai tư vấn gì không mọi người ơi? Mọi người cứ để số điện thoại lại giùm cho em nha mọi người. Dạ, cảm ơn Dung Lê ạ. Mùa thu đã qua, đã qua. Mùa đông đã sang, đã sang. Bài này chị LV hát đúng không? Lâu lắm rồi bài này, em không có tập. Em hay hát bài này của chị Lê Quyên á. Mấy bài này không có tập, là kiểu nhớ lên thì hát thôi mọi người, chứ không có tập nhiều. Tại vì ít hát lắm. Để tới bầu chết là 250, sữa rửa mặt cũng là 250 nha cô chú ơi. Đặc biệt là dòng tăng cân thảo mộc như em là sẽ bồi bổ sức khỏe của mình cực kỳ hiệu quả luôn. Người lớn trẻ em đều sử dụng được hết nha các anh chị. 350 một hộp, hai hộp như em giảm mình 100.000 là còn 600.000. Các anh chị cô chú nào mình có nhu cầu sử dụng sản phẩm như em thì cứ mạnh dạn để lại số bên dưới giúp ba anh em nha. Cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa chắc là thôi ba anh em gửi lời chào đến anh chị rồi, em đi ăn cơm tụi em đói quá rồi mọi người ơi. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào buổi live tiếp theo nha. Bye bye cả nhà mình, hẹn cả nhà mình vào buổi live tiếp theo ạ. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ. Tắt đi. Ôi ơi.